Nvidia lập kỷ lục doanh thu chưa từng có nhờ AI, cơ hội vàng cho Việt Nam trỗi dậy. Thị trường công nghệ toàn cầu vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử khi Nvidia, gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn, chính thức công bố doanh thu, tài khóa đạt mức kỷ lục 130,5 tỷ USD. Con số ấn tượng này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng vượt bậc của Nvidia, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho cơn sốt trí tuệ nhân tạo AI đang càn quét thế giới. Từ một công ty chuyên sản xuất chip đồ họa cho game thủ, Nvidia đã vươn mình trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, chi phối lĩnh vực AI với các sản phẩm vi xử lý mạnh mẽ. Sự bùng nổ của các mô hình AI, từ ChatGPT cho đến những hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến phục vụ nghiên cứu khoa học, tài chính và quân sự, đã đẩy nhu cầu về chip của Nvidia lên mức chưa từng có. Chính điều này đã giúp hãng liên tiếp lập kỷ lục về doanh thu và giá trị vốn hóa, đưa CEO Jensen Huang trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ. Sự tăng trưởng bùng nổ của Nvidia không chỉ là một cột mốc tài chính, mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển toàn cầu trong ngành công nghệ. Chỉ riêng trong quý kết thúc vào cuối tháng 1, Nvidia đã ghi nhận mức lợi nhuận ròng 22 tỷ USD trên tổng doanh thu 39,3 tỷ USD, những con số chưa từng có trong lịch sử hoạt động của tập đoàn. Với đà phát triển này, Nvidia dự kiến sẽ đạt doanh thu 43 tỷ USD trong quý tới, tiếp tục vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Theo hãng tin AFP, nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy sự bứt phá ngoạn mục của Nvidia chính là nhu cầu bùng nổ đối với chip xử lý AI, nền tảng không thể thiếu cho các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Các công ty công nghệ hàng đầu, từ OpenAI, Microsoft, Google đến Amazon, đều đang gấp rút xây dựng những hệ thống AI mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa với việc họ cần đến dòng chip cao cấp mà Nvidia cung cấp. Giám đốc điều hành Jensen Huang cũng nhấn mạnh rằng Nvidia đang đẩy mạnh sản xuất hàng loạt dòng chip Blackwell mới nhất, một thế hệ vi xử lý mạnh mẽ hơn, tối ưu hơn cho các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Ngay trong quý đầu tiên ra mắt, Blackwell đã ghi nhận doanh số hàng tỷ USD, cho thấy mức độ phụ thuộc của ngành công nghệ vào Nvidia vẫn chưa hề giảm sút. Mặc dù Nvidia đang thống trị thị trường AI, nhưng sự trỗi dậy của các đối thủ cạnh tranh cũng đặt ra không ít thách thức. Theo nhà phân tích Jacob Burn của công ty nghiên cứu thị trường eMarketer, Nvidia đang phải đối mặt với những lo ngại về sự thành công bất ngờ của DeepSeek, một công ty Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm. Không chỉ vậy, quá trình triển khai dòng chip Blackwell cũng gặp phải những khó khăn nhất định, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu vẫn đang chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị. Dù vậy, các chuyên gia nhận định rằng Nvidia vẫn nắm giữ lợi thế lớn. Các mô hình AI tiên tiến ngày càng đòi hỏi tài nguyên điện toán khổng lồ, mà hiện tại Nvidia vẫn là nhà cung cấp hàng đầu cho nhu cầu này. Các đối thủ, dù đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách, vẫn chưa thể tạo ra một hệ sinh thái phần cứng và phần mềm tối ưu như Nvidia. Sự vươn lên mạnh mẽ của Nvidia không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà còn là tín hiệu cho thấy trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu. Các công ty công nghệ lớn trên thế giới đang tăng tốc đầu tư vào AI, kéo theo nhu cầu bùng nổ đối với phần cứng máy tính, dữ liệu và cơ sở hạ tầng tính toán. Cùng với đó, chính phủ các nước, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, cũng đang cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực này, tạo ra những tác động sâu rộng đến chính sách kinh tế và chiến lược công nghệ của các cường quốc. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, AI đang dần trở thành trụ cột của nền kinh tế số toàn cầu, Việt Nam đang cho thấy tham vọng mạnh mẽ khi bắt tay với một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ngày 5 tháng 12 năm 2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Nvidia Jensen Huang đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác mang tính bước ngoặt giữa chính phủ Việt Nam và tập đoàn công nghệ Mỹ này. Theo đó, Nvidia sẽ thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển về AI cũng như trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn hợp tác chiến lược nhằm đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm công nghệ AI mới của khu vực. Đáng chú ý, thỏa thuận quan trọng này được ký kết chỉ hơn một năm sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm trụ sở của Nvidia tại Mỹ vào tháng 9 năm 2023. Điều này cho thấy cam kết mạnh mẽ từ cả hai phía trong việc thúc đẩy sự phát triển của AI tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, với quyết tâm của chính phủ và sự hợp tác chặt chẽ từ Nvidia, Việt Nam có cơ hội trở thành một trung tâm công nghệ AI của khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch Nvidia Jensen Huang cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Việt Nam, nhấn mạnh rằng AI không chỉ là một công nghệ mà còn là nền tảng giúp các quốc gia định hình tương lai. Theo ông, dữ liệu chính là tài nguyên quốc gia và Việt Nam cần chủ động xử lý, khai thác nguồn dữ liệu của mình để phát triển AI made in Việt Nam, phục vụ cho nền kinh tế số và các ngành công nghiệp trọng điểm. Theo thỏa thuận, Nvidia sẽ không chỉ hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm nghiên cứu AI, mà còn tư vấn phát triển lĩnh vực này sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cụ thể,
hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực sau: phát triển hạ tầng AI, xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu hiện đại để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng AI. AI trong công nghiệp và xã hội, ứng dụng AI vào sản xuất, tài chính, y tế, giáo dục, nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và tối ưu hóa nguồn lực. AI trong khai thác không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ, định hướng phát triển công nghệ AI cho các ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên và chiến lược không gian. Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ cộng đồng startup, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ AI. Việc hợp tác với Nvidia là một bước đi táo bạo, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng được sự hỗ trợ này, Việt Nam cần nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực AI, xây dựng hành lang pháp lý phù hợp và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ từ Nvidia không chỉ giúp Việt Nam phát triển AI mà còn có tác động lan tỏa đến toàn bộ khu vực Đông Nam Á, giúp khu vực này trở thành một điểm đến hấp dẫn về đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, EU đang cạnh tranh gay gắt để giành vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI, Việt Nam cần tận dụng tối đa lợi thế hợp tác với Nvidia để tạo ra bước đột phá. Với sự cam kết mạnh mẽ từ cả chính phủ và doanh nghiệp, cộng với lợi thế về nguồn nhân lực trẻ và chi phí cạnh tranh, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm công nghệ AI mới của châu Á. Chủ tịch Nvidia Jensen Huang đã khẳng định, sự khuyến khích và ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với lĩnh vực này sẽ là cú hích lớn để xây dựng hệ sinh thái AI cho Việt Nam. Nvidia và tôi sẽ là đối tác, người bạn của các bạn trên mỗi bước đi, mỗi chặng đường AI. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực AI, Việt Nam đang đặt tham vọng lớn hơn, trở thành một trung tâm công nghiệp bán dẫn của khu vực. Trong buổi làm việc với Chủ tịch Nvidia Jensen Huang, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đã có nền tảng nhân lực và chiến lược rõ ràng để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực bán dẫn. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 6.000 kỹ sư trong ngành công nghiệp bán dẫn, làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, con số này vẫn còn quá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của thị trường. Vì vậy, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư chất lượng cao từ nay đến năm 2030, trong đó ưu tiên cho các kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi cung ứng chip. Việt Nam cũng có lợi thế đáng kể khi mỗi năm có gần 30.000 sinh viên sang Mỹ học tập, đứng đầu trong số các nước Đông Nam Á. Cùng với đó, cộng đồng khoảng 2,2 triệu người Việt Kiều tại Mỹ là một nguồn lực quan trọng để kết nối, thu hút nhân tài, thúc đẩy hợp tác trong ngành bán dẫn và công nghệ cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để xây dựng hệ sinh thái bán dẫn bền vững, Việt Nam sẽ tập trung vào 3 công đoạn quan trọng nhất trong ngành chip. Thiết kế vi mạch, đây là lĩnh vực có giá trị cao nhất trong chuỗi sản xuất chip và Việt Nam đang có lợi thế lớn nhờ đội ngũ kỹ sư phần mềm giỏi, nhiều tiềm năng phát triển. Xây dựng nhà máy sản xuất chip, Việt Nam cần thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn để phát triển năng lực chế tạo chip, từ đó giảm sự phụ thuộc vào các thị trường bên ngoài. Đóng gói, kiểm thử, giai đoạn cuối trong sản xuất chip cũng là một phần quan trọng trong hệ sinh thái bán dẫn, giúp nâng cao năng lực sản xuất trong nước và gia tăng giá trị xuất khẩu. Thủ tướng đề nghị Nvidia không chỉ tham gia đầu tư hạ tầng, mà còn hỗ trợ xây dựng các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm thiết kế chip, trung tâm dữ liệu lớn, cùng các chương trình đào tạo kỹ sư bán dẫn tại Việt Nam. Chủ tịch Nvidia Jensen Huang không giấu được sự lạc quan về tương lai của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ông nhấn mạnh, mối quan hệ Việt-Mỹ đang tạo ra nền tảng thuận lợi cho sự hợp tác giữa hai nước trong ngành công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn và AI. Ông Huang đánh giá cao chiến lược đầu tư hạ tầng và cách tiếp cận bài bản của Việt Nam. Đặc biệt, ông nhận định nguồn nhân lực chính là tài nguyên quan trọng nhất. Với thế mạnh về toán học và phần mềm, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để vươn lên trở thành một trung tâm thiết kế vi mạch hàng đầu khu vực. Với quan điểm coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai, Nvidia đã đầu tư 250 triệu USD vào thị trường Việt Nam. Ông Huang khẳng định, tập đoàn mong muốn thiết lập một trung tâm công nghệ tại Việt Nam, thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới để phát triển hệ sinh thái bán dẫn và AI. Không chỉ dừng lại ở các dự án hiện tại, Nvidia còn có kế hoạch hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI và bán dẫn, phát triển các siêu máy tính và sản xuất các phần mềm mang tính đột phá, góp phần vào quá trình số hóa của Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của ngành bán dẫn và AI, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định thành lập một tổ công tác đặc biệt để triển khai các thỏa thuận hợp tác với Nvidia, do chính Thủ tướng làm tổ trưởng. Đây là động thái cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đẩy nhanh quá trình xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn. Tháng 9 năm 2023,
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến thăm trụ sở Nvidia tại Mỹ và mời ông Jensen Huang đến Việt Nam. Chỉ sau chưa đầy 3 tháng, Chủ tịch Nvidia đã có mặt tại Hà Nội, cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt mà tập đoàn này dành cho thị trường Việt Nam. Với sự hợp tác chiến lược cùng Nvidia, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử để bứt phá trong ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, thành công không đến từ lời hướng, mà từ hành động quyết liệt, sự đầu tư bài bản và chiến lược rõ ràng. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam không chỉ trở thành trung tâm công nghệ của khu vực, mà còn có thể vươn ra toàn cầu, góp phần định hình tương lai của ngành bán dẫn và AI. Hợp tác với Nvidia không chỉ đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, mà còn mở ra một chương mới trong chiến lược phát triển công nghệ cao của Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược, chính sách đúng đắn và sự đồng hành của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vươn lên trở thành trung tâm công nghệ của khu vực. Tuy nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai sẵn sàng nắm bắt. Việt Nam cần quyết liệt đẩy nhanh đào tạo nhân lực, xây dựng hạ tầng công nghệ và thu hút đầu tư, biến những cam kết hợp tác thành thành tựu cụ thể. Cuộc đua công nghệ toàn cầu đang diễn ra ngày càng khốc liệt và thời điểm hành động chính là ngay bây giờ. Cục diện công nghệ thế giới đang thay đổi từng ngày và Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử. Liệu chúng ta có thể bứt phá và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu? Hãy cùng Bàn cờ Thế giới theo dõi những diễn biến mới nhất về cuộc cạnh tranh công nghệ, chiến lược bán dẫn và AI, cũng như những quyết sách quan trọng ảnh hưởng đến tương lai kinh tế, chính trị thế giới. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu và cập nhật mới nhất. Hãy để lại bình luận bên dưới và chia sẻ góc nhìn của bạn, liệu Việt Nam có thể trở thành cường quốc bán dẫn trong tương lai.